Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tham mưu của Ban chỉ đạo 35 các cấp, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá đảng, nhà nước, thành phố trên Internet, mạng xã hội, kịp thời giải quyết một số yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra hiện nay. Chúng ta cần phải làm nhanh hơn, rõ nét hơn và thậm chí là thể hiện quan điểm chính kiến mạnh mẽ hơn. Vì cái diễn tiến, đặc biệt là tâm lý lan tràn trên mạng là được tính bằng giây. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao nội dung, chất lượng cuộc diễn tập, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời thông tin chống phá đảng, nhà nước, chế độ trên Internet, mạng xã hội, chủ động phủ xanh thông tin tích cực. Chúng ta phải chủ động trong cái việc thông tin, truyền tin, công khai, minh bạch mọi việc. Khi chúng ta có nhận thức chung, chúng ta có nhận thức đúng, thì chúng ta mới có hành động đúng và chúng ta cũng triển khai quyết liệt các công việc tiếp theo. Thông qua diễn tập, Ban chỉ đạo 35 các cấp nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy trình phối hợp đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin chống phá đảng, nhà nước, thành phố trên Internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng.